Xin chào mọi người, đã đến với kênh 123 Cầu Cá với Thái. Hôm nay Thái với Dượng đi Dượng Sơn để câu cá lóc được 3 con. Cá lóc mình đem về chắc nướng chắc Thái nướng lên rồi cho mọi người xem nha, coi nó có hấp dẫn không nha. Ok, bây giờ bắt đầu đem cái grill ra nướng. Bây giờ mình hồi sáng giờ đang làm cá xong, Thái bỏ cái đầu rồi, để cái đầu để nữa nấu canh chua. Bây giờ chỉ nướng cái khúc thịt thôi. Buồn quá mọi người ơi, đang nướng nửa chừng cái lò nó hết ga. Ở nhà cũng còn 3-4 bình mà cái lò bình nào cũng hết luôn. Rồi thấy hay chạy đi Home Depot gần nhà, chạy ra kiếm mà nó cũng hết luôn. Thôi bây giờ đem cá vô nướng trong cái oven, trong cái bếp của mình. Coi vô này chắc nướng khoảng 20 phút nữa. We'll do for 20 minutes, guy. Trong khi chờ đợi cá chín, bây giờ Thái sẽ lấy đồ ra làm gỏi. Hôm nay làm gỏi cá lóc với cá lóc nướng mỡ hành, đổ mỡ hành lên gói bánh tráng. Bây giờ mình gọt ngọt chưa leo với gọt ngọt đồ để làm gỏi nha. Gỏi này cũng đơn giản thôi, dưa leo, một trái xoài, một củ cà rốt với chanh. Dưa leo này nó nhìn nó hơi cằn cỗi, tại vì dưa leo trồng ở nhà nó cũng gần hết mùa rồi, cho nên bây giờ thì lấy ra làm thôi chứ cũng không có mùa. Dưa leo thì thấy lấy hột ra cho nước, cho nó đừng có ra nước nhiều. Rồi, xin mọi người coi làm gỏi có ok không nha. Thank you.
hết cá nha, coi nó có chín chưa. Tại vì nó cũng gần tới giờ rồi. Gỏi này thì rất đơn giản nha bà con, chỉ cần muối, muối với đường, với chanh. Thì gỏi thì mọi người chắc biết làm hết rồi đấy. Đa số thì mình chỉ nêm sao cho nó đừng có chua quá thôi, nó vừa ăn là good. Bây giờ mình trộn trước rồi khi cá lóc chín thì mình sẽ bỏ cá lóc vào. Ok, cá lóc chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái khúc đuôi ra để lấy thịt ra nha. Lấy thịt ra đặng mình bỏ vô gỏi nha. Khúc đuôi thì nó ít xương hơn. Ok, mình đã trộn gỏi xong, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình làm mỡ hành nha. Bây giờ mình sẽ xắt hành ra, hành thì cũng đơn giản, mỡ hành thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần dầu với hành. Thì hành thì mình cần hành lá, để nó càng nhiều hành lá thì nó nhìn nó sẽ xanh hơn. Ok, bây giờ bắt đầu mình chảy mỡ hành nha. Mỡ hành thì mình chỉ cần để cái chảo cho nó nóng, rồi mình đổ dầu vô. Đổ xong thì mình sẽ bỏ hành. Bây giờ Thái sẽ bỏ thêm muối với đường, với nêm nếm cho nó mặn mặn chút. Tại vì cá hồi nãy nướng thì cũng không có ướp. We'll be right back.
Rồi bây giờ mình lấy sẽ lấy cái áo ra, mình bẻ nó ra. Mình tại vì mình không nướng nguyên con thì mình có thể mình tách nó ra như vậy. Thì lúc mà mình bỏ mỡ hành vô thì sẽ làm con cá nó sẽ không có bị khô. Thường thường nướng cá thì cá nó cũng khô, nhưng mà thật ra cá này nhìn cũng không có khô lắm nha mấy bạn. Nha mấy bạn. Rồi để mình bây giờ để đổ mỡ hành lên. Mỡ hành thì không thể thiếu đậu phộng nha bà con. Nhưng mà mình thường thường thì ở nhà ăn ăn hột hột đào, hột điều, cho nên làm hột điều cũng ngon lắm. Còn nếu mà không có đậu phộng thì bỏ hột điều. Hột điều thì làm cho nó nhanh, sẵn mình chỉ cần đập ra, bỏ ra rồi bỏ vài cọng ra thơm vô thì bắt đầu có thể ăn được rồi. Rồi bây giờ mình chỉ dọn dọn lên ăn thôi. Có rau sống, có nước mắm, nước mắm ớt nha, nước mắm ớt, rồi có cá lóc, cái gỏi. Bây giờ mình ăn với bánh tráng nha, mình cuốn bánh tráng, không cần bún luôn. Bây giờ mình cuốn không thôi, tại vì ăn cá cho nó ăn cá nhiều cho nó bổ. Rồi xin mời bà con thưởng thức. Để thấy gỏi một cái ăn thử coi có ngon không nha. Tastes really good, guys. Yeah, should try it. Okay, cuối cùng ăn cũng cũng rất là ngon nha bà con. Lần đầu tiên Thái làm cái này thì cũng không tệ. Rồi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người video tới tiếp nha. Video kế tiếp chắc đi câu cá chứ không có nấu ăn nữa. Xin chào, bye bye.